chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Tin nóng hàng ngày. Chuyện ít biết về sứ mệnh của ông Bắc trong hợp đồng sắp hết hạn. Thưa quý vị, phải đến buổi họp báo trong ngày 14 tháng 12, một người khiêm tốn và kiệm lời như huấn luyện viên Park Hang-seo mới lần đầu tiên nhắc đến chiếc cúp vô địch AFF Cup năm 2018. Ông thổ lộ rằng ông sẽ cùng với các cầu thủ quyết tâm hết sức mình để đăng quang ngôi vô địch, là món quà để tri ân người hâm mộ cả nước. Thực ra, ông Park Hang-seo đến với Việt Nam là một sứ mệnh mà ở thời điểm đó không được công khai. Trước khi AFF Cup năm 2018 khởi tranh, ông Park đã hé lộ rằng trong hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Việt Nam có một điều khoản đặc biệt. Điều khoản đặc biệt ấy không ràng buộc ông phải giành thứ hạng cao tại vòng chung kết U23 châu Á hay ASEAN, điều cụ thể và thiết thực nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm ấy, nhất là sau thất bại cay đắng tại SEA Games năm 2017, chính là giành thứ hạng cao tại AFF Cup năm 2018. Khi đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận chung kết lịch sử U23 châu Á gặp Uzbekistan, tôi đã gọi điện nói chuyện với ông Đoàn Nguyên Đức, khi ấy vẫn đang là phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, khi ông đang có chuyến công tác tại đất nước Lào. Ông Đức chia sẻ rằng, theo lời hứa trước đó, ông sẽ từ chức phó chủ tịch của mình sau thất bại của đội tuyển U23 tại SEA Games. Nhưng trước khi ông nghĩ, ông sẽ tìm bằng được cho bóng đá Việt Nam một huấn luyện viên thực sự tài giỏi, rồi ông mới yên lòng. Nói là làm, ngay sau đó, Bầu Đức cùng với các cộng sự của mình đã lặn lội sang Hàn Quốc nhiều lần để gặp gỡ và đàm phán với huấn luyện viên Park Hang-seo. Mọi việc diễn ra tuyệt mật và rất nhanh khi Bầu Đức sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu để có thể có được chữ ký của ông Park. Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức đã bỏ ra toàn bộ chi phí ký hợp đồng cũng như là việc trả lương cho ông Park trong vòng 2 năm. Khi mọi việc được Bầu Đức hoàn tất, lãnh đạo VFF chỉ việc ngồi vào ghế đặt bút ký. Mãi lâu sau, báo chí mới biết đến những thông tin này. Ông Park đến với Việt Nam trong tình cảnh không nhiều người biết và đặt kỳ vọng vào ông. Trong quá khứ, các đội tuyển Việt Nam đã được đầu tư và nhận rất nhiều quan tâm của người hâm mộ. Nhưng rốt cuộc, chiếc cúp vô địch AFF năm 2018 là danh hiệu cao quý nhất mà chúng ta đạt được. Còn lại, thứ mà đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà nhận được chỉ toàn là những đắng cay. Biết thân, biết phận, ông Park âm thầm làm việc và xây dựng lực lượng. Ban đầu không ai chú ý đến đội tuyển U23 ở vòng chung kết U23 châu Á. Nhưng lối chơi đẹp cùng với những nỗ lực phi thường của ông Park và toàn đội đã chinh phục người hâm mộ cả nước. Có mặt đón đoàn quân U23 chiến thắng trở về từ cửa máy bay ở sân bay Nội Bài, rồi diễu hành qua các tuyến phố trong ngày hôm đó. Chúng tôi đã không thể tưởng tượng và hình dung ra hết tình cảm và sự cuồng nhiệt mà khán giả thủ đô đã dành cho ông Park và toàn đội. Những sự cuồng nhiệt ấy, nó hoàn toàn xuất phát từ những trái tim cháy bỏng đến mãnh liệt. Và chúng tôi, đến mãi sau này vẫn luôn tự hỏi, không biết đến bao giờ hàng triệu khán giả cả nước mới được đắm mình trong không khí lễ hội chiến thắng rực cháy đến như vậy. Và nếu không phải là ông Park, thì ai mới là người làm được điều phi thường ấy? Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, ông Park đã có hai lần dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam lọt vào đến trận chung kết. Trận chung kết cách đây hơn 10 tháng ở Thường Châu, Trung Quốc, chúng ta đã để thua đối thủ sức mạnh U23 Uzbekistan và chấp nhận ngôi vị Á quân. Nhưng ở trận chung kết lần này, mọi chuyện lại rất khác. Thứ nhất, đẳng cấp của hai nền bóng đá Malaysia và Uzbekistan là không tương đồng. Thứ hai, ông Park đang có được những thuận lợi lớn nhất. Về các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta có một dàn cầu thủ khỏe mạnh, rất chất lượng và đồng đều ở cả ba tuyến và những yếu tố bí mật mà ông Park chưa sử dụng hết. Đường đến ngày vinh quang đã ở ngay trước mắt đội tuyển Việt Nam. Mong rằng ông Park và các học trò sẽ chơi đúng sức mình để thỏa lòng người hâm mộ cả nước, giống như lời mà ông đã hứa. Hàng triệu trái tim cháy bỏng đang chờ đợi đến giây phút được thăng hoa và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Tiết lộ bí mật người được huấn luyện viên Park Hang-seo tặng lại tấm huy chương vàng. Sau hơn một năm dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đang đem tới những thành tích cực kỳ ấn tượng. Ngoài kết quả ấn tượng tại các giải đấu ở lứa tuổi giới hạn, mới đây, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã giúp đội tuyển Việt Nam trở lại ngai vàng bóng đá Đông Nam Á sau hơn 10 năm chờ đợi. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi sau trận chung kết, vị huấn luyện viên này đã tặng lại tấm huy chương danh giá cho Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, ông Trần Quốc Tuấn. Mới đây, trong trả lời với truyền thông, ông Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ về hành động đầy tình cảm của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Tôi thực sự rất xúc động và bất ngờ khi được huấn luyện viên Park Hang-seo tặng lại chiếc huy chương vàng đầy ý nghĩa đó. Cảm giác khi được nhận món quà đó thực sự rất khó tả. Tôi sẽ lưu lại nó với tất cả sự trân trọng nhất. Cũng trong chia sẻ này, vị phó chủ tịch của VFF cũng cho biết những ý nghĩa từ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ông cho biết rằng, tôi cho rằng trước hơn hết, đó phải là tình yêu của người hâm mộ. Điều này đã liên tục được thể hiện trong các giải đấu vừa qua, đặc biệt sự quan tâm của các lãnh đạo đảng, nhà nước đã tạo động lực lớn cho đội tuyển Việt Nam. Giải đấu đã khẳng định rằng thành công không xuất phát từ may mắn, sự yêu mến của cổ động viên, sự ủng hộ của các đối tác đã tạo điều kiện để bóng đá Việt Nam phát triển. Niềm mơ ước của tôi là trong một ngày gần nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt tại một vòng chung kết World Cup. Thủ môn Bùi Tiến Dũng nói, thầy Bắc như người bố của chúng tôi. Thưa quý vị, chia sẻ với ông thầy người Hàn Quốc, sau khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo giàu tình cảm như người bố của toàn đội. Sau hơn một năm làm việc tại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét và giúp người hâm mộ cả nước được tận hưởng niềm vui sau 10 năm khắc khoải chờ đợi. Sau khi lên ngôi tại AFF Cup năm 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ với ông thầy trước báo giới. Tiến Dũng chia sẻ, tôi không biết cơ duyên nào đưa ông ấy tới đây, nhưng có cơ hội và được làm việc với huấn luyện viên Bắc là điều may mắn đối với tôi. Tôi cảm nhận và rất xúc động vì những gì ông ấy làm cho bóng đá Việt Nam. Thủ môn câu lạc bộ Thanh Hóa nói thêm, tất nhiên mỗi người có điểm mạnh khác nhau. Với huấn luyện viên Bắc, khi tới Việt Nam ông ấy làm việc hết mình. Dù tuổi đã cao, huấn luyện viên Bắc muốn thay đổi và giúp chúng ta đi lên. Đồng thời, thủ thành sinh năm 1997 cũng chia sẻ rằng huấn luyện viên Park Hang-seo là người rất tình cảm nhưng cũng không thiếu sự quyết liệt trong sân cỏ. Anh nói, ngoài đời huấn luyện viên Park Hang-seo là người tình cảm, toàn đội quý và coi ông ấy như là bố của mình. Trong sân nhiều lúc huấn luyện viên khá quyết liệt và sự nóng giận trong lúc chỉ đạo cũng khiến cho chúng tôi nhận ra nhiều điều. Tiến Dũng nói, có thành công như ngày hôm nay tôi muốn gửi lời cảm ơn tới thầy đã luôn làm việc hết mình đưa toàn đội đến ngôi vô địch này. Chức vô địch AFF Cup năm 2018 có thể coi là kết thúc đầy hào quang của bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua. Hồi tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò tới Thường Châu với sự hoài nghi của dư luận nhưng đã lọt tới trận chung kết và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan sau 120 phút dưới cơn bão tuyết. Tới ASEAN năm 2018 thêm một lần nữa, trình độ của Olympic dưới thời ông thầy người Hàn bị đặt dấu hỏi, kết quả ông cùng các học trò về đích thứ tư. Đến tháng 12 này, nhà cầm quân 59 tuổi đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái thành công sau 10 năm chờ đợi mỏi mòn. Huấn luyện viên Park Hang-seo là nhân vật của năm do nhà báo Hàn Quốc bình chọn. Theo On K-pop đưa tin, Hiệp hội Nhà báo Hàn Quốc vừa công bố 12 nhân vật chiến thắng trong lễ trao giải Person of the Year 2018, những nhân vật của năm. Đây là giải thưởng tôn vinh những nhân vật đã có những thành tích vượt bậc, trở thành niềm tự hào của đất nước Hàn Quốc trong năm qua. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo là một trong những nhân vật được vinh danh trong năm nay. Những cống hiến của ông cho thành công của đội tuyển Việt Nam được khen ngợi đã đưa quan hệ Việt-Hàn lên một tầm cao mới. Người dân Hàn Quốc rất tự hào về Park Hang-seo, họ cũng chăm chú theo dõi bước chân của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Mỗi khi đội bóng đá thi đấu thì các thông tin về trận đấu đều lọt top vào từ khóa tìm kiếm trên trang chủ Naver. Hiện tại ông Park đang ở Việt Nam để chuẩn bị cho lượt trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trước đội tuyển Malaysia. Hiện đội tuyển Việt Nam đang có nhiều lợi thế để lên ngôi vô địch. Không có gì bất ngờ khi BTS là nhóm nhạc thần tượng duy nhất lọt top nhân vật của năm. 2018 là một năm thành công vượt bậc của nhóm. Bảy chàng trai nhà Big Hit không chỉ đạt được những kỷ lục ấn tượng trên các trang nghe nhạc mà còn tạo nên danh tiếng mà chưa một nhóm nào trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc đạt được tại Mỹ. BTS cũng có bài phát biểu tại hội nghị của Liên Hiệp Quốc và nhận được huân chương văn hóa của chính phủ nhờ việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra toàn thế giới. Một thần tượng khác cũng vinh dự được trao giải là IU nhờ vào những hoạt động thiện nguyện của cô. IU thường làm từ thiện âm thầm, mỗi năm cô quyên góp tới hơn 100 triệu won cho các hoạt động công ích và được mệnh danh là thiên thần của các hoạt động từ thiện. Những người chiến thắng còn lại bao gồm Chủ tịch Kim Ki-byung của tập đoàn Lotte, Giáo sư Yeom Ja-ho, Chủ tịch Đại học Hàn Quốc, Thống đốc Yang Seong-jo, Chủ tịch Hội đồng Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc Park Sang-jong, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Otil Kim Sung-su, Kim Ok-hee từ Bệnh viện Chăm, Chủ tịch của Actor Research Oh Jang-kyo, Kim Jun-sung từ tỉnh Yeongwang và An Cha-won thuộc Ủy ban Hành chính và An ninh. Lễ trao giải Persons of the Year 2018 sẽ được diễn ra tại hội trường của tòa nhà Kukmin Ilbo vào ngày 12 tháng 12.
Hiệp hội Nhà báo Hàn Quốc JAK là tổ chức lớn nhất của các nhà báo chuyên nghiệp tại Hàn Quốc, với số thành viên hiện tại gồm hơn 10.000 nhà báo cá nhân, làm việc cho các công ty báo chí, dịch vụ truyền hình, tin tức và các hãng tin. Hiệp hội đóng góp tiếng nói trong nhiều vấn đề chính trị quan trọng của quốc gia, đồng thời tổ chức các giải thưởng có uy tín dựa trên đánh giá của các nhà báo Hàn Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.